Dịch các câu sau sang tiếng Anh. 1. Mỗi tuần, tôi tham gia câu lạc bộ thể thao ở trường. 2. Bạn có muốn tham gia lớp học nấu ăn không? 3. Chúng tôi thường tổ chức buổi họp mặt cho hội học sinh vào cuối tuần. 4. Em thích tham gia vào câu lạc bộ văn chương và thơ ca. 5. Cô ấy rất háo hức với lớp học vẽ tranh nghệ thuật. 6. Anh ấy tham gia vào câu lạc bộ âm nhạc và học guitar. 7. Tôi đăng ký tham gia lớp học làm mô hình từ đất sét. 8. Bạn đã tham gia vào các buổi chơi thể thao ngoại khóa chưa? 9. Gia đình tôi thường dành thời gian cuối tuần để tham gia các hoạt động ngoại khóa.
10, cuối tuần này, trường sẽ tổ chức một buổi chơi văn nghệ ngoại khóa, bạn sẽ tham gia cùng tôi chứ?